Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Anh Khôi Vlog này. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip đó chính là lấy chai nước ngọt này và đổ vào đây nếu ai uống hết ly đó thì sẽ nhận được tiền nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ uống. Bây giờ mình sẽ rót ra nha các bạn. Úi dồi ôi, mở ra không được các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ về chú của mình mở. Rồi, ok các bạn. Nửa ly thôi. Làm thử thách, ai uống hết nửa ly đi sẽ được tiền. Uống và nhận tiền. Ai uống hết nửa ly đi đã là nhận được tiền. Ui, bọt rất phê luôn các bạn ạ. Thêm tí nữa các bạn. Ok. Đây đầu tiên. Xin chào uống đi, hết cái này nữa. Thôi bây giờ bắt đầu nha. Bây giờ là em xin chào rồi, kể nó kì. Thế này uống rất nguy hiểm rồi. Nếu như đang phát thì uống à. Uống đi, uống đi. Uống hết. Đây là ngon rồi. Nước hết chất chè luôn. Trời ơi, nó lắm.